Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây chọn bộ bảng main của điện thoại Google Nexus 6B. Và đây là phần màn hình của điện thoại Google Nexus 6B được gắn rất là chắc chắn trên bracket của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của điện thoại Google Nexus 6B, lỗi hỏng vỡ cảm ứng, vỡ màn hình không lên, hỏng cảm ứng không di chuyển được, không điều khiển được. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay didongcaocap.vn có tất cả các linh kiện của điện thoại Google Nexus 6B nói chung và phần màn hình cảm ứng của Google Nexus 6B nói riêng thì mới bị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa thay mới màn hình của điện thoại Google Nexus 6B đã được thực hiện tại didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Google Nexus 6B hàng đầu Việt Nam.